Rồi đó, đúng rồi đó. Bắt đầu 2, 3. Yeah. Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đập hộp em Osmo Mobile 3 này, cũng như là sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Osmo Mobile 3 luôn nhé. Bởi vì là như một người mà đầu tiên mới sử dụng Mimo như mình ấy, thì mình cũng loay hoay đi tìm cách sử dụng thôi. Cho nên là mình cũng biết là mọi người cũng sẽ rất là khó khăn cho lần đầu tiên sử dụng gimbal. Vì vậy mình hướng dẫn luôn các bạn, cũng như là nhân tiện thì mình đập hộp luôn em này cho các bạn cùng xem nhé. Và sau khi mở hộp ra ấy, thì sẽ có một cái túi như vậy. Ở bên trong cái túi như thế này thì nó sẽ có một cái túi vải chống thấm nước. Đó. Và mở cái túi vải này ra xem. Bên trong đây, nó là cây Osmo Mobile 3 của mình nha các bạn. Tên. Yeah. Thì cái cây Osmo Mobile 3 thì mình cầm trong lòng bàn tay rất là chắc chắn, như thế mình cảm thấy nó rất là chắc chắn luôn ấy. Rồi tiếp theo mình xem ở trong này nó còn một cái hộp giấy nữa, thì để mình xem là trong này còn có những phụ kiện nào kèm theo nhé. Đây là một cái túi bằng vải này để đựng cái cây này, để mọi người có thể mang đi cơ động ấy, trong trường hợp là mọi người đi ra ngoài. Đây là một dây sạc. Đây là một cái miếng dán để bảo vệ điện thoại. Các bạn có thể dán ở phía trong cái chỗ mà giữ điện thoại này nhá, để cho cái điện thoại của mình chống chảy xước ấy. Nhưng mà mình thì mình không có cần dùng. Các bạn, nếu các bạn cần dùng thì các bạn có thể dán vào. Rồi, và đây là cái chân 3 chân có thể đứng được, và cái cây này thì mình có thể gắn được vào trong cái gimbal của mình như thế này. Mình vặn vào bằng tay cũng được nha các bạn. Đây. Đây. Rồi, mình xem thử còn cái gì nữa. Và đây là cái dây đeo. Ok. Rồi, gimbal của mình sau khi mà mình đã lắp chân vào thì nó sẽ như thế này, dài như thế này. Và nó có thể đứng được như thế này. Đó. Ok. Và khi mà các bạn mở bên trong này ra thì đây là quyển hướng dẫn nha các bạn. Ok. Rồi, ở trên cái hộp ấy thì mọi người có thể tìm cái mã QR của cái app BCI MIMO ở bên thân của cái hộp nha. Và mọi người dùng điện thoại để quét app và tải app về. Đây, và cái app của mình thì nó sẽ có hình như thế này. Đó, và sau khi mình đã tải về rồi thì mình sẽ ấn Open. Ok. Các bạn, khi các bạn ấn Open thì các bạn có thể chọn cái góc bên phải này này. Rồi, ở đây nó có cái dấu mũi tên sổ sụp. Đây. Thì các bạn bấm vào và chọn cái thiết bị của mình là Osmo Mobile 3 nhé. Thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Ok, và bây giờ mình sẽ vào Bluetooth để mình tìm thiết bị của mình. Trước khi mình tìm thiết bị thì mình cần phải bật nguồn của cái máy này lên. Thì đây là nút nguồn nha các bạn. Mình giữ nút nguồn một lúc này để khởi động máy này. Đó, và các bạn thấy lúc này đèn xanh đã mở lên rồi, và có 3 cái đèn trắng. Có 3 cái đèn trắng và một đèn xanh. 3 đèn trắng này tức là cái máy của mình vẫn đang còn đầy pin nhá, và máy của mình đã mở rồi. Vậy thì mình sẽ qua bên này để mình tìm Bluetooth. Các bạn sẽ chọn Osmo Mobile và chờ nó kết nối. Rồi, đây đã là connected rồi nha các bạn. Và bây giờ sẽ đến các bạn gắn điện thoại vào trong cái con Osmo này nhá. Rồi, thì các bạn nhìn nhá, ở đây nó có một cái dấu mũi tên đỏ này, mũi tên màu đỏ này, và nó có cái dòng chữ đó. smartphone camera direction thì các bạn sẽ đưa cái hướng camera về cái hướng mũi tên đỏ này nhá. Thì mình sẽ lắp như thế này. Và các bạn căng cái điện thoại của mình nó ở chính giữa. Đó, vậy như thế này là đã xong. Và khi mà các bạn kết nối với Bluetooth xong ấy, thì máy sẽ tự nhận diện về cái chế độ chụp ảnh như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái máy về cái chế độ. Cái máy bây giờ nó sẽ đang có cái, nó sẽ như thế này. Nó sẽ đang như thế này. Rồi, mình muốn căn máy về cái vị trí mà chính giữa. Thì các bạn chạm cái máy này, cái nút đằng sau lưng này 2 lần. Đó, vậy thì lúc này cái máy của mình nó đã quay về trạng thái ban đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ vào từng các nút ở trên này nhá. Ở trên này thì các bạn sẽ thấy có 3 nút này. Nút đầu tiên là nút nguồn. Khi các bạn giữ tay ấn thì là sẽ là khởi động, bật nguồn lên. Rồi, các bạn muốn quay cái màn hình này sang nằm ngang thì các bạn sẽ bấm nút nguồn 2 lần này. Đó, bấm nút nguồn 2 lần này thì quay về dọc. Rồi bây giờ mình đang để ở cái chế độ là chế độ video. Thì các bạn muốn chuyển sang chế độ chụp ảnh thì các bạn sẽ nhấn nút nguồn 1 lần này. Lúc này đã chuyển sang chế độ chụp ảnh rồi. Rồi, nhấn 1 lần này, chuyển sang chế độ video. Ok. Rồi, và nếu mà mình nhấn cái nút nguồn này 3 lần thì điện thoại của mình sẽ về cái chế độ sleep. Rồi, nếu như mình muốn quay về lại chế độ bình thường thì mình lại nhấn lại 3 lần. Ok. Rồi, và cái nút màu đỏ này này thì nó có chức năng là chụp hình hoặc là quay phim. Nếu như cái máy của mình đang để ở chế độ quay phim thì các bạn nhấn nút đỏ 1 lần, nó sẽ bắt đầu ghi hình. Đó, ghi hình. Đó, và nhấn 1 nút tức là nó sẽ dừng lại. Rồi khi các bạn chuyển sang chế độ chụp ảnh này, các bạn nhấn nút đỏ 1 lần thì nó sẽ chụp. Nhấn chụp. Rồi, và cái phím này thì là cái phím mà các bạn sẽ điều chỉnh điện thoại sang phải, sang trái, rồi lên, xuống. Đó. Và bên hông này, các bạn thấy nút này nhá, thì các bạn sẽ zoom out này. Hết cỡ. Ok. Các bạn kéo ấy, các bạn dùng cái chỗ này, các bạn kéo lên, rồi dùng cái này đẩy xuống để zoom in. Ok. Rồi, vậy là hết các phím ở đây nhá. Sang bên hông này, mình sẽ có một cái lỗ này để mình cắm sạc của cái con Osmo Mobile này. Và cái nốt mà có hình dấu nhạc này này các bạn có thể mở ra nhá, mở ra. Và ở đây thì các bạn có thể dùng để cắm cái chân sạc và với cái máy điện thoại. Tức là trong lúc sạc mà máy của các bạn hết pin ấy thì các bạn có thể cắm sạc điện thoại, bởi vì cái chỗ này này nó không có bị mắc vào đâu cả, nó không cấn vào đâu cả. Các bạn có thể sạc pin giữa điện thoại với lại tận dụng cái nguồn điện của máy Osmo luôn. Rồi bây giờ mình sang cái cuối cùng là cái nút đằng sau lưng này nhá. Cái nút đằng sau lưng của mình thì như lúc nãy mình có giới thiệu rồi nhá, là nếu mà các bạn đang để ở chế độ như thế này, các bạn nhấn 2 lần thì máy của mình đó nó sẽ căn chỉnh về cái vị trí chuẩn của nó. Rồi nếu như các bạn nhấn 1 lần này, đó thì các bạn thấy không, lúc này máy đang bắt chủ thể. Đó, chủ thể của mình là cái cô mặc áo màu trắng trắng đó. Thì máy này, các bạn di chuyển cái máy như thế nào thì mình vẫn bắt vật thể là cái cô đấy. Ok. Rồi, nếu các bạn muốn trả về cái vị trí ban đầu thì các bạn chỉ cần nhấn 1 lần là tắt cái chế độ đó đi. Rồi bây giờ mình nhấn 2 lần này, trả máy về vị trí ban đầu này. Rồi nếu các bạn nhấn 3 lần thì lúc này máy sẽ chuyển từ chế độ quay đằng sau sang chế độ camera trước. 1, 2, 3. Ok. Rồi, rất là đơn giản đúng không? Nếu như các bạn nhấn 2 lần và các bạn giữ hold và các bạn quay thì lúc này máy sẽ bắt chuyển động nhanh. Đó. Rồi, và mình xem các thông số ở trên cái màn hình nhá. Ở đây thì nó sẽ có một số các template để quay này. Ví dụ các bạn ấn vào cái chữ S ở trên màn hình, stop. Ok, thì ở đây sẽ có một số các template này và nhạc luôn. Thì các bạn có thể chọn để quay nhá. Rồi, muốn thoát về thì các bạn ấn chữ F và ấn cái dấu mũi tên quay về. là trở về bình thường này. Rồi tiếp đến là cái chế độ tốc độ ghi hình của máy này thì các bạn có thể chỉnh. Nhưng mà thường thì mình sẽ để auto. Ở dưới này là độ phân giải này. Phân giải thì mình có thể chọn giữa ba cái độ phân giải này. Và nếu như mình chọn cái độ phân giải này với cái khung hình mà cao trên 1 giây đó thì mình sẽ không điều chỉnh được cái phần dưới này. Các bạn bấm vào sẽ không điều chỉnh được. Tuy nhiên nếu như các bạn để 30 hoặc thấp hơn thì các bạn có thể điều chỉnh được nhá. Đó, các bạn có thể bấm vào custom để các bạn kéo lên và xuống. Hoặc là các bạn để auto thì nó sẽ tự set cho các bạn. Ok, vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn một số các chức năng cơ bản nhất của cái máy gimbal này rồi. Và theo như mình ấy, thì mình thấy rằng là mình là người mới và mới sử dụng cái máy gimbal này lần đầu tiên luôn. Tuy nhiên là nó sẽ rất là dễ dàng cho người mới bắt đầu sử dụng gimbal với những cái chức năng rất là cơ bản giữa các phím này. Và tuy là mỗi một phím ở trên này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà mỗi một phím thì nó có những cái chức năng mà mình thật sự rất là cần thiết trong lúc mà mình quay phim hoặc là trong lúc mình chụp ảnh. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi một vòng và mình quay review cái mô mà mình đang ngồi để quay video này. Và sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem cái đoạn review mà mình quay bằng cây gimbal này nhá. Thì cùng mình đi quay thôi. Ok, và bây giờ mình bắt đầu đi nha. Device Oakley Asidat rồi đi lên trên các bạn. Đến Muji chưa nhở? Bây giờ mình đang trên đường qua Muji để mua một vài thứ. Đây có cái cá này. Ok, đã đến Muji rồi, vậy mình tạm dừng clip này ở đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào. Và đừng quên cho Linh một subscribe cũng như ấn vào nút chuông để ủng hộ Linh trong những video tiếp theo nhé.